Bây giờ sinh cười trước thì lấy chồng trước, cười sau lấy chồng sau này. Bác nói để cháu tắm cười rồi. Rồi, ok. Đổi chân mắt đi cho anh. Các bạn nam nay nào, cô dâu để lan tay trái tim nào. Cao lên. Rồi, ngồi sang phía này không mà che mặt mặt cô dâu rồi. Ngồi sang bên này. Rồi, cao lên. Rồi, ok. Mặt nhìn đây nha. Ok. Các bạn nữ giơ dài lì xì về phía trước cho anh. Đúng rồi, ok luôn. Rồi. Đúng rồi, các bạn con gái này thấp mặt thôi. Thấp xuống, che mặt. Ok, rồi. Rồi, mặt nhìn đây nha. Chè tươi. Ok. Tất cả xanh nhìn cô dâu rể. Giơ tay về phía cô dâu rể kìa. Hoặc là like cũng được này. Like về phía cô dâu rể kìa. Rồi ok. Rồi chạm mũi vào nhau nào. Rồi. Đứng nguyên nha. Rồi cô dâu nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Hôn nó phải phê. Rồi đúng rồi thế. Rồi chạm hẳn môi vào luôn. Chạm môi luôn, chạm môi luôn. Hôn như hôn thật luôn nào. Thẳng đầu lên, thẳng đầu lên. Cô dâu thẳng đầu lên. Rồi chú rể. Chú rể nghiêng đỉnh đầu đấy, chú rể chạm hẳn môi vào. Cô dâu chú rể nghiêng đỉnh đầu đi. Đôi này chưa biết hôn à? Rồi. Đôi này chưa biết hôn rồi. Rồi rồi ok. Rồi các bạn nam này nào. Đứng đứng hàng vào hàng. Phải nghe sợ cô dâu đầu. Sợ gì? Để cô dâu đâu sợ đâu, đau tí nào đâu. Rồi cô dâu không, cô dâu để đặt tay trái tim ơi. Rồi. Thấp tay xuống, cô dâu thấp tay xuống. Rồi ok. Rồi, mắt tất cả nhìn đây nào. Em ơi, rồi nhìn đây cho anh. Chỉnh lại cái ấy trên đầu em đấy. Rồi, kéo rồi. Rồi ok. Rồi, chè tươi nhá. Đứng nguyên này, hai vợ chồng nhìn nhau nào. Hai vợ chồng nhìn vào nhau. Rồi. Ok, các bạn làm lì xì, các bạn dơ dài lì xì ra cho anh nào. Rồi, cô dâu rể nắm lấy tay nhau ở giữa thôi. Rồi, ok. Em ơi, đứng ngồi đây cho anh. Rồi, ok. Em đứng sát cô dâu đi cho bạn đứng nha. Rồi, trẻ tươi nha, tất cả trẻ tươi này. Em ơi, mắt nhìn anh nào. Đúng rồi, đứng nguyên nha. Ok. Cô dâu xoay vào chú rể đi. Em ơi, các bạn tay trên tay dưới, dơ lì xì lên cho anh nào. Tay trên tay dưới, một tay ở dưới, một tay ở trên. Tay cho anh nha. Rồi, mắt nhìn vào nhau nào. Hai vợ chồng nhìn nhau. Đúng rồi, chạm mũi nhau nào. Chạm mũi đi. Tay ôm thế nào. Đặt tay lên vai của cô dâu. Hai tay đặt lên vai. Chú rể ôm lấy eo. Cô dâu đặt tay lên vai, đúng rồi. Nghiêng đỉnh đầu đi. Ôm để lại. Rồi. Đấy, hôn nó phải thế này. Ok luôn. Rồi. Tôi nhìn cô dâu chú rể kìa. Rồi. Hai vợ chồng chạm môi vào nhau, các bạn treo tay vào miệng cười há há lên nào. Đúng rồi, cười lên, cười to lên, tất cả con cười to. Đúng rồi. Cả mẹ đứng xem đi kìa. Rồi ok. Rồi em bỏ điện thoại về đằng sau cho anh. Đổi tay ấy đi. Thế đúng rồi, ok luôn. Rồi em gái giấu tay sau đi. Rồi ok. Rồi, bạn gái nghiêng đỉnh đầu cô dâu chút xíu. Em xoay ngang cảm ơn nhìn anh nào. Rồi chè tươi nha. Giữ nguyên này. Anh thêm cửa nữa nào. Rồi. Rồi các bạn giơ dài lì xì về phía cô dâu nào. Giơ dài về phía trước cho anh. Không, đỡ một cái của bạn thôi. Đấy, tay kia. Đúng rồi. Okay. Thắp tay xuống một chút xíu nữa cho anh nào. Thắp tay xuống một chút xíu nữa nào. Đúng rồi. Đổ dồn cô dâu nào. Rồi, các bạn thơm má cô dâu cái nào. Hai bạn ở cạnh thơm má cô dâu. Các bạn ở bên kia cười nào. Đúng rồi. Rồi, ok luôn. Ok. Rồi. Gái đứng ngồi sang bên này thì cho nó đỡ nhé. Thẳng ngang khuôn mặt ra cho anh.
Chè tươi, đúng rồi. Dơ ra lì xì về phía anh một chút xíu nào, đúng rồi. Rồi, thơm má con dâu luôn. Thơm, đúng rồi, ok. Quay đi. Rồi cô đứng sát vào cùng với cả cô dâu vào. Đứng sát vào cô dâu. Đúng rồi, ok. Ôi đứng sát vào đi. Đứng sát vào cùng nhau đi. Rồi cô đứng sát vào chú rể đi. Rồi cô đứng ngồi lên đây cho cháu một chút xíu. Rồi ok, được rồi. Rồi chú rể nghiêng đỉnh đầu cô dâu chút xíu nào. Rồi cô dâu ơi. Cô dâu ơi, cái thẳng đầu lên chút xíu nào. Đúng rồi, chèo tươi nào cô ơi. Cả quay luôn. Đúng rồi, các cô thả tim cho dòng máu. Thả tim vào để đấy này. Đấy, thả tim vào thế. Đây, như đấy, này. Vào video rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, ok. Cử tay của cô dâu ấy ạ. Cho đỡ thô. Đúng rồi, thế. Rồi, cả nhà cầy tên này, từ từ nha, cho bà đi đã. Cho bà đi đã. Rồi, cho bà đi đã. Đúng rồi. Đây, cô đứng sát vào một miệng đi, đấy, thế đúng rồi, rồi, nhìn thấy cháu này, nhìn đồng kính này, cô ơi, đứng rồi, cô tươi nào, ok rồi, tươi lên, rồi mẹ đứng sát vào con đi, mẹ đứng sát vào con, hai vợ chồng làm lấy tay nhau nào, đấy, cả quay cả chụp lớn, tiện chụp lớn, ôi cô xoay nghiêng người mà cô dâu tí, à chú để tí, xoay mà, xoay nghiêng người, nhìn anh nào, hai vợ chồng nhìn anh nào, đúng rồi, đứng lên nha. Ok. Rồi. Anh đây nha. Rồi hai anh em lai nào. Rồi ok. Rồi. Cô dâu với cả cô thả tim cho trẻ trung xì tim tí nào. Rồi giữ nguyên nha. Ok cái tươi. Rồi. Con lo chủ. Đứng bên cạnh. Ok đúng rồi. Rồi. Chè tươi nào. Nhà cây tươi đi. Giữ nguyên nha. Lại chia sẻ nữa nha. Ok. Đứng sát lên bên này. Diễn tự nhiên thì cô quay thì cô quay rồi. Thôi cô xanh hai người cho đẹp thế đúng rồi. Chị cầm nước lên đẹp, chị cầm nước dẫn. Chị lên dài, chị lên em. Thế đúng rồi. Cả nhà cười tươi lên nào. Nhìn vào máy quay kìa. Nhìn vào máy quay cười tươi nè. Vẫy tay chào cá nào. Đấy, thế. Diễn đi nào. Đúng rồi. Thế. Tay cô dâu này không đẹp. Đấy, thế. Thấy cô bị đẹp không? Đấy, thấy cô bị đẹp không nào? Rồi, cả nhà nhìn đây cái này. Rồi, ok. Yeah.
mong rằng các cô vun đắp cho các cháu. Bên đây cũng là một cái sự vun đắp cho các cháu, và bên đấy cũng là các cô vun đắp cho các cháu. Lời chúc chúc hôm nay cô dâu cô dở nên cho chúng bạn. Theo kính thưa toàn thể, các bác chị cô bạn trẻ nữ thanh niên trân trọng và thân mến, và xin mời các bạn trẻ làm nhiệm vụ tiếp tân dũng cao của nhân chân nhà nước giỏ tay mở thuốc pha trà để mời hai bên mỗi họ trở về tình chúng ta, và tiếp sau không sót ngày nào ai ai cũng được niềm vui và mừng. Cảm ơn ngày vui đến giờ đấy, ăn là bánh trầu, không ăn cầm nấy cho nhau bằng lòng. Mà lỡ thì chân thành chúng ta toàn thể có chúng ta thực hiện xây trầu có nước chút một chút chút hôm nay chúng ta xin cảm ơn. Sản phẩm tiếp theo có thể có chị các trẻ gặp nữ thanh niên trân trọng và kính mến. Lần đầu tiên tham gia gia đình cũng như nói lời chúc cô dâu và chú rể. Xin gửi đến toàn thể có các chị các bạn trẻ làm nữ thanh niên mời lời chào chúc sức khỏe và cảm ơn chân thành nhất đã cùng trở lại với duyên hôn không chặt cưới họ nhà gái trong buổi sáng hôm nay. Không nỡ đi chén rượu mừng và lời chúc chúc từ này cô dâu chú rể đến chân vợ. Xin gửi toàn thể có các chị các bạn trẻ làm nữ thanh niên trân trọng và kính mến. Và cũng là nói chuyện ngày xưa thì các cô có thể rằng trai lớn hay vợ rồi có tình bạn chân chính và vẫn thì như chung thủy. Được rồi, em về thư với bà cha, mẹ cha nhất trí cho ta lấy mình, và anh cũng về thư với gia đình nhất trí cho mình lấy ta. Kính thưa toàn thể, có các chị các bạn trẻ là mối quan hệ trân trọng và kính mến. Đúng là nói chuyện ngày xưa thì các cô có dạy rằng ta trồng cây cảnh để chơi, ta trồng cây đức đời đời phải trông, cây xanh cảnh xanh lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Và liên tục cho lễ hội quy cho bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác đại diện họ nhà cha lên phát biểu ý kiến và cũng như làm thủ tục xin dâu. Trân trọng kính mời bác đại diện sân khấu để phát biểu ý kiến ạ. Và cũng không có gì quên hết, và một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào bác đại diện họ nhà cha đi ạ. Cũng như thủ tục đón dâu của bác trong buổi sáng ngày hôm nay thì thay mặt gia đình xin cảm ơn bác rất nhiều. Nếu kính thưa toàn thể của bác chị các bạn trẻ nữ thì nên tự trọng và kính mến, và những lần là các cụ ngày xưa đã dạy rằng là không cha mẹ như trời cao biển rộng, sinh con ra mấy chục năm trời dẫu nhiều hoa nạn nắng nắng cay nhưng vẫn chăm chút như hoa trên cành. Và hôm nay con đã trưởng thành với lời căn dặn cho dành cho con. Và cũng như liên tục tư lễ vô quy cho bạn trẻ trong buổi sáng hôm nay thì ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu các đại diện họ nhà gái để phát biểu ý kiến và cũng như làm thủ tục chào dâu. Trân trọng cũng kính mời bác tiền chức sân khấu để phát biểu ý kiến ạ. Và cũng không có gì quý nhất, con chẳng có tay thật lớn nữa để đón chào đại diện họ nhà gái ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể bà con cô dì chú bác nội ngoại gần xa, cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu cũng như của hai bên gia đình. Qua một thời gian các cháu tìm hiểu và đã đồng ý và nhất trí và đã cho hai bên gia đình được biết hai bên gia đình chọn ngày lành tháng tốt đã làm lễ kết hôn cho hai cháu. Hôm nay họ nhà trai đã có cái lễ đi sang họ nhà gái, chúng tôi đã tiếp
nhận các cái đầy đủ và đúng thủ tục. Sau khi họ nhận trai chuẩn bị bước cháu về làm râu làm con ông bà bên đó, tôi yêu cầu các anh em trong họ nhà gái được đi sang đưa cháu về bên đó quần áo chỉnh tề để chuẩn bị đến giờ nhất họ nhà trai đi cùng nhà trai. Tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô, các ông, các bà đã dành riêng cái tình cảm đến chung vui hạnh phúc cùng gia đình và cùng các cháu. Một lời chân thành cảm ơn. Dạ vâng, đó là tâm huyết phát biểu của diện họ nhà gái cũng như thủ tục chào dâu của bác trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng thay lời cô dâu chú rể chúc hai bác đại diện họ nhà gái cũng họ nhà trai. Dạ vâng, đi tươi về tốt, đi lộ về hoa, mỗi năm một tuổi trẻ mãi không già và mong dìu dắt các con trưởng thành. Xin chân thành cảm ơn hai bác. Từ kính thưa toàn thể của bác anh chị, các bạn trẻ làm nữ thanh niên trân trọng một tiếng đến. Một chút cũng như là đến giờ thăm lòng đạo và đẹp nhất của gia đình họ nhà trai cũng như họ nhà gái thân nhất, và để đón cô dâu trở về phòng tiệc cưới họ trai tổ chức lễ thành hôn và lễ cưới cho bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vì vậy lần nữa thì trân trọng kính mời toàn thể cô bà cô dì chú bác cụ thể thanh niên nam nữ đã được gia đình họ nhà gái tiến cử lên đường sang hôn nhà trai. Sau bây giờ là những khoảnh khắc lưu niệm của gia đình họ nhà gái với cùng với cô dâu chú rể. Nữa sẽ trân trọng kính mời toàn thể của bác chị với cả một tự nhiên chơi chầu uống nước thuốc mừng hạnh phúc chúc tương lai của dâu chú rể trong ngày qua. Nữa rất trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Và rất trân trọng và kính mời anh chị em và cô dâu sẽ lên trước sân khấu để làm chụp tiểu ảnh lưu niệm. Này, cô đứng sát vào một miệng đi này, thế đúng rồi, rồi nhìn thấy cháu này, nhìn đồng kính này, cô ơi, đứng rồi, tê lên nào, okay, tê lên. Rồi mẹ đứng sát vào con đi, mẹ đứng sát vào con, hai vợ chồng làm lấy tay nhau là, đấy, cả quay cả chụp lớn, tiện chụp lớn. Coi cô xoay nghiêng người mà cô dâu tí, à chú rể tí, xoay vào, xoay nghiêng người. Nhìn anh nào, hai vợ chồng nhìn anh nào, đúng rồi, đứng lên nha, ok. Rồi, anh đây nha. Rồi, hai anh em lai nào. Rồi, ok. Rồi, cô dâu với cả cô thả tim cho trẻ trung xì tim tí nào. Rồi, đứng lên nha. Ok, cây tươi. Rồi. Con hoa chủ không? Đây, đường đây. Đứng bên cạnh cô dâu chú rể. Ok, đúng rồi. Rồi, chén tươi nào, nhà cây tươi đây, giữ nguyên nha. Lại chia sẻ nữa nha. Ok. Quay mọi người chưa? Đây. Nào, quay cả thân tí. Đúng rồi, khả năng cây tươi lên nào, nhìn vào máy quay kìa.
Rồi quay kịch đây nè. Vậy tay chào cá nào. Đấy, đấy. Điện đi nào. Đúng rồi. Đấy. Tay cô dâu đẹp. Đấy, thế. Thế có bị đẹp không? Đấy, thế có bị đẹp không nào? Rồi. Cả nhà nhìn đây cái nào. Rồi, ok. Theo kính thưa tập thể, có các chị cô trẻ lần nữa thì nên trân trọng và kính mến. Và xin mời các bạn trẻ là nhiệm vụ tiếp cận dũng cảm của nhà chân những bước giỏ tay, mở thuốc pha trà để mời hai bên muốn họ cho được thành nhân ra. Và tiếp sau không sót người nào, ai ai cũng được niềm vui và mừng. Thưa vâng, ngày vui đến đến rồi nhé, ăn món trầu, không ăn cầm đấy, cho nhau bằng lòng. Lỡ thì trân trọng chúng ta tập thể, có chị ta thực hiện trên trầu, có nước mắt, ngồi thuốc, thuốc từ mày, chứ để không phải vợ. Vâng, kính thưa toàn thể, có các chị và các trẻ là nữ thanh niên trân trọng và kính mến. Lần đầu tiên thay mặt gia đình cũng như mỗi lời chúc cô dâu của chú rể, xin gửi tới toàn thể có các chị và các trẻ là nữ thanh niên một lời chào, chúc sức khỏe và cảm ơn chân thành nhất đã cùng trở lại với duyên hôn không chặt cưới họ nhà gái trong buổi sáng hôm nay. Không nướng đi chén rượu mừng và người phúc chúc từ ngày cô dâu chú rể đến trên đường vợ. Kính thưa toàn thể, có các chị và các trẻ là nữ thanh niên trân trọng và kính mến. Và cũng là nói chuyện ngày xưa thì các cụ có dạy rằng trai lớn như vợ bé rồi có tình bạn chân chính và hứa hẹn tình yêu chung thủy. Rồi em về thư với mẹ cha nhất trí cho ta lấy mình và anh cũng về thư với gia đình nhất trí cho mình lấy ta. Kính thưa toàn thể, có các chị có mặt trẻ là mối quan hệ trân trọng và kính mến. Cũng là nói chuyện ngày xưa thì các cụ có dạy rằng ta trồng cây cảnh để chơi, ta trồng cây đức đời đời phải trông, cây xanh cảnh xanh lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Và liên tục cho lễ hội quy cho bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác đại diện họ nhà cha lên phát biểu ý kiến và cũng như làm thủ tục xin dâu. Trân trọng kính mời bác đại diện sân khấu để phát biểu ý kiến ạ. Và cũng không có gì quên hết, một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào bác đại diện họ nhà cha đi ạ. Điều bác diện họ nhà trai cũng như thủ tục đón dâu của bác trong buổi sáng ngày hôm nay khi tham gia gia đình xin cảm ơn bác rất nhiều. Nếu kính thưa toàn thể, cô bác chị các bạn trẻ là mới thì nên trân trọng và kính mến và nói rằng là các cụ ngày xưa đã dạy rằng là không cha mẹ như trời cao biển rộng, sinh con ra mấy chục năm trời, dẫu nhiều hoạn nạn nắng đất cay nhưng vẫn chăm chút như hoa trên cành.
và hôm nay con đã trưởng thành với lời căn dặn cho dành cho con. Và cũng như liên tục tư lễ vui quy cho bạn trẻ trong buổi sáng hôm nay, thì ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu các đại diện họ nhà gái để phát biểu ý kiến và cũng như làm thủ tục cho dâu. Trân trọng muốn kính mời ban tổ chức sân khấu để phát biểu ý kiến ạ. Và cũng không có gì quý nhất, con chào có tay thật lớn nữa để đón chào đại diện họ nhà gái ạ. Cảm ơn rất nhiều. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con, cô dì, chú bác, nội ngoại gần xa, cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu cũng như của hai bên gia đình. Qua một thời gian các cháu tìm hiểu và đã đồng ý và nhất trí và đã cho hai bên gia đình được biết hai bên gia đình cũng chọn ngày này tháng tốt đã làm lễ kết hôn cho hai cháu. Hôm nay họ nhà trai đã có cái lễ nghi sang họ nhà gái, chúng tôi đã tiếp nhận các cái đầy đủ và đúng thủ tục. Sau khi họ nhà trai chuẩn bị bước cháu về làm râu làm con ông bà bên đó, tôi yêu cầu các anh em trong họ nhà gái được đi sang đưa cháu về bên đó quần áo chỉnh tề để chuẩn bị đến giờ giấc họ nhà trai đi cùng nhà trai. Tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô, các ông, các bà đã dành riêng cái tình cảm đến chung vui hạnh phúc cùng gia đình và cùng các cháu. Một lời chân thành cảm ơn. Sau vâng, đó là lời tâm huyết phát biểu của diện họ nhà gái cũng như thủ tục chào dâu của bác trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng thay lời cô dâu chú rể chúc hai bác đại diện họ nhà gái cũng họ nhà trai. Dạ vâng, đi tươi về tốt, đi lộ về hoa, mỗi năm một tuổi trẻ mãi không già và mong dìu dắt các con trưởng thành. Xin chân thành cảm ơn hai bác. Từ kính thưa toàn thể của bác anh chị các bạn trẻ là nữ thanh niên trân trọng một tiếng đến. Một chút cũng hơi là đến giờ thăm lòng đạo và đẹp nhất của gia đình họ nhà trai cũng như họ nhà gái thân nhất, và để đó cô dâu trở về phòng tiệc cưới họ trai tổ chức lễ thành hôn và lễ lễ cưới cho bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vì vậy lần nữa thì trân trọng kính mời toàn thể cô bà cô dì chú bác có thể thanh niên nam nữ đã được gia đình họ nhà gái tiễn từ đường lên đường sang hôn nhà trai. Sau bây giờ là những khoảnh khắc lưu niệm của gia đình họ nhà gái với cùng với cô dâu chú rể. Nữa sẽ trân trọng kính mời toàn thể của bác chị cũng tặng một tự nhiên chơi trầu uống nước thuốc mừng hạnh phúc chúc tương lai của dâu chú rể và người vợ. Nữa trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Và rất trân trọng và kính mời anh chị em của cô dâu sẽ lên trước sân khấu để làm chụp kiểu ảnh lưu niệm. Một cái thôi. Cũng đây, ý là anh cứ lợi giờ nhé, lợi giờ thông cảm.